Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại thảo dược của vùng núi phía Bắc, đó là lá dâm dương hoắc. Các bạn nhìn đây là lá dâm dương hoắc. Lá dâm dương hoắc rất tốt cho sức khỏe của con người. Lá dâm dương hoắc giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giúp khỏe gân khớp. Đây các bạn nhìn đây. Lá dâm dương hoắc dùng để ngâm rượu, tăng cường chức năng sinh lý cho đàn ông. Chính vì nó tốt như vậy cho nên là lá dâm dương hoắc được đồng bào các dân tộc sử dụng từ rất là lâu đời, dùng để bồi bổ sức khỏe cho cơ thể và tăng cường chức năng sinh lý cho đàn ông. Đây các bạn nhìn đây, lá dâm dương hoắc được phơi khô tự nhiên rất là đảm bảo. Lá dâm dương hoắc này dùng để ngâm rượu rất là tốt. Để ngâm rượu thì các bạn chuẩn bị đầu tiên là cái lá dâm dương hoắc, thứ hai là rượu nồng độ từ 37 đến 40 độ. Thứ ba là cái bình ngâm rượu. Các bạn có thể chọn bình thủy tinh, bình sành sứ hoặc là bình nhựa thì các bạn. Đây các bạn nhìn đây là cái lá dâm dương hoắc. Nếu các bạn muốn tư vấn thì hãy liên hệ số điện thoại 0984944365 hoặc 0962300065. Bên mình sẽ tư vấn cho các bạn. Số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Đó, bên mình sẽ tư vấn chi tiết cho các bạn để các bạn biết cái cách ngâm rượu lá dâm dương hoắc sao cho có một bình rượu thơm ngon, bổ dưỡng, an toàn và tốt cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Bên mình đã phơi khô và đang chuẩn bị đóng hàng gửi cho khách. Bên mình chuyển hàng toàn quốc, chuyển hàng đến tận tay bạn. Đây, các bạn chỉ việc nhấc điện thoại lên và gọi tới số 0984 944 365, bên mình sẽ chuyển hàng cho các bạn. Mình chuyển hàng toàn quốc nhé. Đây, và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách ngâm rượu lá dâm dương hoắc. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách ngâm rượu lá dâm dương hoắc. Đầu tiên là chúng ta chuẩn bị là cái bình rượu. Đây, các bạn nhìn chuẩn bị cái bình rượu như thế này. Chúng ta có thể mua cái bình thủy tinh. Ở đây mình có một cái bình thủy tinh. Đó, bình thủy tinh 10 lít. Tiếp đó là chúng ta chuẩn bị cái lá dâm dương hoắc. Đây, lá dâm dương hoắc 1 ký. Cái lá dâm dương hoắc này bên mình có cung cấp cho các bạn và chuyển hàng toàn quốc cho các bạn. Các bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi tới số 0962300065 hoặc 0984944365. Cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình ấy, bên mình sẽ tư vấn và cung cấp cho bạn cái lá dâm dương hoắc như thế này, rất là đảm bảo. Lá dâm dương hoắc khô dùng để ngâm rượu rất là tốt. Tiếp đó là rượu. Đây là rượu mình đựng ra cái ca này. Cái rượu này các bạn chọn nồng độ từ 37 đến 40 độ là được. Tiếp theo là các bạn chuẩn bị đường phèn. Đường phèn nó có hai dạng, một cái dạng đường phèn là nó cục như cái nắm tay này này. Nó bán loại đây rẻ hơn. Còn cái loại này thì đắt hơn một chút. Đây là một gói 500g. Đây các bạn nhìn thấy đường phèn đây. Một gói 500g được đóng túi rất cẩn thận. Mình mua ở tạp hóa mua lẻ là 30.000. Các bạn ra tạp hóa hỏi nhé. Một gói này 30.000. Đây cái bình dùng để ngâm rượu thì các bạn mang về các bạn rửa sạch đi nhé. Rửa sạch không để ráo nước. Cái bình này mình thấy nó có rất hay là nó có một cái nắp nhựa phụ ở bên trong như thế này để giúp cho cái bình rượu nó được kín hơn. Đó. Bây giờ chúng ta tiến hành cái ngâm rượu lá dâm dương hoắc sao cho nó đúng kỹ thuật, hợp lý để chúng ta có một bình rượu thơm ngon, bổ dưỡng, an toàn cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Đây. Trước tiên là cái lá dâm dương hoắc mình cho vào trong bình. Cái lá dâm dương hoắc này nó là lá khô. Cho nên là chúng ta cho vào trong cái bình này, chúng ta cứ nẹn thật chặt. Chúng ta cứ cho cái lá dâm dương hoắc này vào trong bình, chúng ta cứ nẹn thật chặt. Đó, cái tỷ lệ là 1 kg lá dâm dương hoắc chúng ta ngâm vào cái bình rượu 10 đến 12 lít. Các bạn cứ nhét chặt vào, bởi vì cái lá khô này nó cần thời gian để nó ngấm cái rượu vào để nó mới chìm được. Trước mắt là nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn cứ nhét vào, nhét sao cho thật im. Đó, các bạn muốn tư vấn thêm về cái tác dụng
cũng như cách ngâm rượu lá dương dương hoắc thì hãy gọi tới số 0984944365. Mình sẽ tư vấn cho các bạn, giải thích cho các bạn để các bạn hiểu cái tác dụng cũng như cái cách ngâm rượu sao để cho một có một cái bình rượu thật là tốt cho sức khỏe. Đó. Các bạn chú ý nhé. 1 kg lá dâm dương hoắc chúng ta ngâm vào cái bình 10 đến 12 lít. Đó, chúng ta cứ nhét cái lá dâm dương hoắc này vào trong bình. Đó. Đó, các bạn cứ nhét vào cho nó bao giờ đầy cái bình thì thôi. Các bạn cứ cho cái lá dâm dương hoắc vào trong bình nhé. Như thế này. Thì thường thì 1 kg lá dâm dương hoắc này chúng ta ngâm vào cái bình 10 lít thì nó là đảm bảo cái tỷ lệ rất là tối ưu. Đây, cho cái lá vào trong bình nó được như thế này. Đó, đây là cái lá dâm dương hoắc nhé, dùng để ngâm rượu. Đó. Sau đó thì các bạn tiến hành cho đường phèn. Đường phèn thì cái bình 10 lít các bạn cho khoảng độ 200g đến 300g đường phèn nhé. Đây, mình cắt cái túi đường phèn như thế này. Cái túi đường phèn này là cái túi đường phèn 500g, cho nên là mình sẽ cho lên trên như thế này. Đó, các bạn đổ cái đường phèn vào. Các bạn cho cái đường phèn lên trên như thế này thì sau khi cho đường phèn xong, chúng ta đổ rượu vào thì cái đường phèn nó sẽ tan đều khắp cái bình rượu như thế này. Nếu các bạn cho đường phèn trước thì nó sẽ không được tan đều đâu. Đó, đây là một cái kỹ thuật mà các bạn cần lưu ý. Đó, đường phèn này mua ở tạp hóa rất là nhiều. Cái túi như thế này, cái túi đường phèn như thế này là 30.000, họ bán lẻ. Đó, đây là một cái bình rượu gần như là hoàn thiện rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đổ rượu vào là xong. Các bạn cứ tiến hành chúng ta đổ rượu vào, đổ cho lúc nào nó đầy cái bình rượu là được. Đó. Đó, khi chúng ta đổ rượu vào đầy cái bình rượu thì chúng ta tiến hành đậy nắp. Đậy nắp bình, chúng ta đậy cái nắp nhựa này trước. Sau đó chúng ta xoáy nắp vào. Và chúng ta để cái bình rượu ở cái nơi thoáng mát. Chúng ta ngâm sau 2 tháng trở ra là chúng ta có thể sử dụng được. Các bạn lưu ý là khi chúng ta sử dụng thì mỗi một ngày chúng ta uống 1 đến 2 ly. Mỗi ly khoảng 20ml. Đây các bạn, một ngày uống 1 đến 2 ly này. Đây, cái ly thủy tinh như này. Đó, thì là cái tỷ lệ tốt nhất. Các bạn lưu ý là khi các bạn ngâm cái rượu lá dâm dương hoắc này tầm 1 tháng thì các bạn lắc đều bình này, cho cái dược chất của cái lá dâm dương hoắc này nó tiết ra, nó được tan đều trong cái bình rượu như thế này. Và chúng ta cứ để vào cái vị trí thoáng mát. Sau 2 tháng trở ra chúng ta có thể sử dụng được. Và chúng ta ngâm lâu trong vòng 4, 5, 6 tháng thì nó sẽ cho ra cái màu rượu có cái màu rất là đẹp. Đây là cái rượu lá dâm dương hoắc mà khi chúng ta ngâm lâu thì nó sẽ ra cái rượu màu như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy cái màu rất là đẹp đúng không? Mỗi một ngày chúng ta uống 1 đến 2 ly thủy tinh như thế này. Mỗi ly khoảng 20ml. Thì khi các bạn sử dụng cái lá dâm dương hoắc này thì các bạn uống trong bữa ăn hoặc sau bữa ăn. Chúng ta không nên uống khi còn đói. Khi đói chúng ta uống rất là hại dạ dày. Đó. Các bạn nhìn thấy cái màu rượu lá dâm dương hoắc rất là đẹp. Đây, cái màu nó có cái màu nhìn rất là hấp dẫn. Khi các bạn muốn tư vấn cái cách ngâm rượu cũng như đặt hàng thì hãy liên hệ số điện thoại 0984944365, cơ sở Ngọc Hoa, đặc sản Tây Bắc. Bên mình sẽ cung cấp cho các bạn, bên mình chuyển hàng toàn quốc đến tận tay các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem những cái clip hướng dẫn cái cách ngâm rượu của bên mình. Hãy chia sẻ những cái clip này cho mọi người cùng biết, để biết cái cách ngâm rượu, những cái thảo dược rất là quý hiếm, rất là tốt của vùng núi phía Bắc. Ngoài cái lá dâm dương hoắc này, bên mình còn bán những cái thảo dược khác như là ba kích tím, nấm ngọc cẩu, sâm cau, nhục thung dung, táo mèo, chuối hột, rồi nấm lim xanh, cà gai leo, cây xạ đen, vân vân. Các bạn cứ liên hệ số điện thoại 0984944365. Bên mình sẽ tư vấn cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip. Thank you.